Quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn về việc tăng cường hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Hưng Yên năm 2021. Hiện nay do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động lưu thông, giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản nói chung, sản phẩm nhãn của tỉnh nói riêng nên giá bán nhãn hiện tại xuống rất thấp nhằm giảm bớt khó khăn trong tiêu thụ nhãn cho các hộ gia đình cá nhân trồng nhãn trên địa bàn tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố các tổ chức hội hiệp hội liên minh các doanh nghiệp ngân hàng trên địa bàn tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện một số nội dung tuyên truyền, giới thiệu thông tin sâu rộng đến cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình và nhân dân để trực tiếp tiêu thụ và kết nối hỗ trợ tiêu thụ nhãn Hưng Yên. Phát động toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hỗ trợ tiêu thụ nhãn bằng cách mua ít nhất 10 kg nhãn một người thực hiện trước ngày 31 tháng 8 năm 2021 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm đầu mối thông tin cụ thể về giá cả của từng chủng loại nhãn và thống nhất cách thức thực hiện tổng hợp danh sách các đơn vị đăng ký mua sản phẩm nhãn và kết nối với các đơn vị để phân phối sản phẩm đạt hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Hùng Nam.